Chuyên gia thành công, có lệnh chuyên gia hay các quan thủy bộ cũng là chiến.
Họ trường phê cho phúc lộc thảo thường.
Việt Nam. Việt Nam Trần Thị ơi, lịch đế vương kia thế hậu chỉ ngô bình. Chiếu chân ngoài thủ đông thịnh hoa
chiến chín lòng soi thấu khói ngạt ngào thâu đến cửa thiêng lê mãi chú tiên cũng thỉnh mời lê mãi chú tiên núi rừng chú ngự chân biển thiên quang đức đức số gian con mùa đấy thích sáng sinh sinh vào quý tộc lê già chiến đấu
sông Ngô Bê sợ lại trèo vào bát cảnh thiên thai trèo vào cho tới bồng bồng mở lại. Khi trời cũng cấm quả
tình chuyện đòi các nghiên chúng sơn đi trang ngắm ngắm chắc sơn thủy hữu tình. Thank you.
cho đông vẻ vang, cho từ nay tốt 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 tươi tươi. Phật Phật thanh thanh sau trình vua cha, sau trình lên tứ phủ châu hà. Ý à, trình lên tứ phủ châu hà, hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang. Kim muôn ngọc bể bể đét đét tan thanh.
Số mệnh thiên định, trừ yêu yêu hiện nguyên linh.
này thông nay chú biết đi hóa vô biên phàm trần ai biết phép Chúa,
vắng chiều vắng vắng nghe tiếng yêu ngoài một rừng xanh tin chúa khác hòa bình lừng lẫy đất đất hòa bình ngồi dâu kêu cầu lễ bài an
lỗi lầm. Chúa đoái lòng thương ai mà tận số giờ nhận được thời loạn xá từ trước.
chung ý hà.
họ khóc nơi nơi. Mai đà suy sút chiếc chim bôi hòa bình. Núi núi nhạc sừng xanh xanh bờ lối qua lương sơn thẳng tới sóc nghe cung trên non cao hất khúc nghe sập trường. Cũng vượt lĩnh bể dày bể
dày cũng qua. Giáo hội đồng chư tinh và chắc sáng tầm tư xa lữ
thông tử đà quang đâm tá cầu công truyền hội đồng chuẩn đạt tỷ đệ tử thần khí vừa ân huy cương vọng truyền phong vân nhi tâm tính viên minh trường hội học cách hành thanh đồng nghi khai nhẫn nghĩ nhi tâm truyền chỉ phán nhất thân nhất kỳ chiếm pháp sự tướng thừa nhan đắc mong vật thánh ân bất thắng bình danh chi chi cầm sớ thiên vận cảnh tí điên bát huyệt thẳng các bộ hậu vệ trí cảnh ca như các kiến chủ khấu đầu bắt bái hoàng nam được sớ quá gì trí đại trí một tâm cầu chưa bình đầu sớ ngọn lễ nhà họ Đỗ đầu làm ngai vai làm kiểu trí tư trí giả đi đầu muôn phủ thiên minh tứ đế linh quan thiên phủ hiện thiện trí tồn kim quyết ngọc hoàng huyền trung kiêu địa phủ bắc tâm thông đô diêm la lý phủ phủ tang cam lâm nhạc phủ ngũ nhạc thần vương đại đế phá cập thổ địa linh quan đương cảnh thần hoàng chứng kiến hiện này trí giả tâm cầu thừa vị đệ tử mộc ân thành đồng chủ đồng trưởng tự pháp chính hiệu huyền trinh trí dạ tầm cầu vương anh áp đả đồng nhân xa quá hữu thủy thân cung khai thái lập tiền đình và biết tam tài xuân la ứng khứ ạ hiện này trí cử trí đại phê chất tình văn thương cho nhà họ Đỗ hả phê khai chiên nhạc hạ bút phê khai cảm phiền chư tướng nghe đáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh binh kỳ văn sứ dâng lên ngày này có sứ dâng lên quan về tông đối biên tên cho đồng thị cho gia chủ tì chị chư vị các đạo quần quan à đến này khám đàn khai phủ cho nhà họ Đỗ hả có chiêu thịnh đáo đặng hôm nay nhận duyên khắc phải một ngày văn sớ dâng lên ngày lành có sớ dâng lên tuân quan về tô đôi chép biên rõ ràng phê cho nhị tự tràng sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho phúc lộc hàng đường song nhan khai quang thập kỷ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã tích tâm cũng giảng kim phúc hoàng thất cận hạnh chúa tiên trung đường chư đặng các quan kính trình chư đặng các quan nghe lời triều thịnh đáo đàn hôm nay nhân duyên khắc phải một ngày đạo thầy nghĩa tư tay tay non vàng ai ơi chữ xúc là gì
chữ dung là muốn nay chữ tùy là theo bấy lâu đã có lòng theo. Thần binh nghe binh kỳ lâm lâm nghe trung trung cổ oanh oanh thân thân thông dung bánh bánh nghe biến hóa huy linh nghe cờ vì tiên chủ kiệt thể chân chân thành thành say chân chân năm vương cờ thần say chân năm vương lê cờ xanh ra chân nâng đông đông phương cõi ngoài cờ đỏ chân dư thượng thiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạnh thì vua bà số sinh số tử liệt nô hạ chùa phê dương gian các tòa thiên đình thải phủ diêm la
đâu về thoại quốc quốc nga vua cha độc định cột dòng chua thoại cung. Văn sớ dựng lên ngày đành có sớ dựng lên quan về tổ đối biên tên cho đồng trị cho gia chủ mình. Chư đẳng các quan đi nghe lời triều thịnh đáo đàn hôm nay nhân duyên khắc phải một ngày. Khắc phải một ngày nhân duyên khắc phải một ngày đạo thầy nghĩa tương nghĩa tay tay non và tôn quan chính phủ chủ đàn chính vua chính mẫu chính lên các tòa chính lên thượng đế vua cha ông lớn tam phủ chính hoa đàn đầy uy ra trận thế biến biến tay chính đàn mở phủ cho tân thanh lộc đồng thanh phong lịch khôn ngoan. Rồng nở ra rồng trôi thông lại đầy cây thông dườm ra bốn mùa phẳng lặng khát qua xuân đã các thánh nghe hạ bảo bình an bốn mùa xuân hạ thu đông xuân sang chi cầu lộc thu đông tài tiếp tài bốn mùa họa cư phúc lai. Kỳ diệu quang miếng chiêu từ trung ngã tích tăng tăng cung giảng kim phụng hoàng thân cận thành chúa tiên trung vương giả sầu hội đồng chép biên giả sầu hội đồng nghề quan phê chữ đỏ hịch bỏ chữ đỏ đậu cho đệ tử trường sinh. Quan khai sĩ mở đàn ba ba long tịch tịch thủy xanh xanh không lầu lầu nước này lấy sông khơi hồ mở phố cho tất tất thanh đồng đồng thanh thanh bóng lịch khôn ngoan. Lòng hoàng ân 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 mang đến tận đời ơn trời con ân xét soi. Chữ quả đàn duyên quan lớn về người chữ quả đàn duyên khai tâm mở phù cho tân ân đồng đồng lâu nay.
chứng sông nở ra rồng trôi thông lại đầy kinh thông dương già bốn mùa phẳng lặng ngàn qua xuân xuân đa các thành nghe hạ bảo bình an ông về cấp thực cấp 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 đường thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền bốn mùa tài lộc vô biên thì diệu quang miêng chiếu từ trung ngã tích tích tắm tắm cung giáng kim phụng hoàng thân cận thành chúa thiên trung vương nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh nay chữ phú chữ quý khang định thọ trường phê cho phúc lộc hàng cường xin mở đàn tôn quan khai xin mở đàn để bát long tịch thủy xanh xanh không lâu lâu nước này nước mưa tuôn cho cây xanh tôn cho cánh nở hoa bốn mùa phẳng lặng ngàn qua từ bản đèn đây cuốn câu từ bản đèn đây ta giải ách cho thanh đồng từ nay hương sắc bộc đeo bi thời hương sắc bộc đeo nay cảm phiền chư tướng xa điều hồ tôi chuông bao hồ trong dòng gió vất voi thăng mạnh đường đắc không yên quan nay kính trinh trinh nghe chữ đẳng các quan nghe lời triều thịnh nghe đáo đạn hôm nay nhân duyên khắc khoải một ngày lại nở ra rồng chữ rồng nở ra rồng trôi thông lại đầy cây thông dương ra bốn mùa phẳng lặng can qua ban lộc ban tài quan lớn về người ban lộc ban tài ban ơn ban thực cho thanh đồng từ nay xòe quạt khai hoa quạt đi nghiệp trường yên tai ương ở đời khai quang song nhan thật kỳ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã tích tích tăng cung già kim phụng hoàng thân cận thành chúa tiên trung vương bốn chữ trường sinh phê cho bốn chữ trường sinh cửa nhà phú quý kháng linh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường không lâu lâu nước này lấy ảnh về dâu khơi hồ mở phủ cho tân thanh đồng đồng thanh thanh bóng bịch khôn ngoan cho cây xanh tốt tốt nên cho cây thanh nở hoa bốn mùa phẳng lặng can qua tưới lên cây đức đức nghi buồn phần phần tốt tươi kéo phủ quân cầu tôn quan kéo phủ quân cầu cầu ô đa bắc bắc nghi bắc cầu theo quan từ nay thoát thách cư hà
chung lễ đàn duyên quan tam phủ về chung lễ đàn duyên cử lên đồng tử cứu dậy dương gian cứu ai thầy đến bình an này lờ ra dòng chứng dòng này lờ ra dòng nghề hạt thông lại lờ ra môn dòng thi thông bốn xuất hạ thu đông quạt hai hoa quạt đi nghiệp trường nay tay ương ở đời song nhan thập kỷ diệu quang miếng chiêu từ trùng ngã tích tăng tăng cũng già kim phục hoàng tân cận thành chúa tiên trung vương phê cho nhị tự trang sinh nay chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường lộ cho phúc lộc hàng cường khai sinh lên dòng tôn quan khai sinh lên dòng bát long tịch thủy sạch sạch không lầu lầu nước này lấy ở bể sâu duy quan tục tuệ như những trực trực viên dung thân những như thiên nhật chiêu dị thể hoạt động khai quang pháp giới nội phù số bất hà dòng cho đông vẻ vạn từ nay nhập hội quần quần tiên quan trao khăn thắm mi áo hồng linh thiêng từ nay đệ tử làm tinh
xanh đi so văn tài, so văn văn tài chúng chính ai làm. Xích xích là nghề cho tới lành vang, uy danh quan lớn gì ta khắp. Phú quý chữ chữ vương hiền đầu sướng quan lớn đệ tam về cho tới thoải cung nước sẽ đôi dòng cuộn cuộn mênh mênh
truyền phát các quan lớn tuân truyền phát các quan nay tả văn hữu võ tướng ban ban đạo đa lệnh truyền văn võ đôi hà thiên bình văn ba hằng hà kéo xa lệnh truyền thiên đội vạn cư quan tuân bây giờ ngày chắc chắn giang anh linh trước là bảo hộ gia đình sau ra thu chóc chết ta tiếp đi phen này quý gia chẳng thể biết biết tay sứ dâng lên ngày này có sứ dâng lên quan về tông đô biên tên cho đồng phi cho ra chủ về lấy khắp
thân cơ. Cửa sông đâu đó phụng thờ Ninh Gia thiết lập đền thờ tuột tranh. Chúa
vâng 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 đi lời. Thường quặn đau.
trải bấy lâu, trên thiên đỉnh đỉnh sai xuống mười chín thu, nợ mối nhân nhân duyên vậy nên giờ gót trở về thiên đỉnh. Dân khi nhớ lập 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 để chín tinh trầu thương dân dân canh canh khuya biên biên hiền áo trắng theo lừa đưa đẹp đẹp hoa bàn đêm gà gáy canh canh ta thì dung truyền các hướng an bạch 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 tiếng tiếng buông kêu lại tà ba phách tán hồ
diều cũng đi chiếu đàn duyên tha thích tầng cung giang kim phụng hoàng thân cần đồng thanh chưa tiến trung vương.
độ sống lâu phơ phơ tóc bạc trên đầu như bông trên cái dòng lại nở ra sông
trình đình mới dâng lên, trước trình Phật thánh sau trình Đức Vua Cha, chỉ nên buông màu vương bà ý. Cảnh đẹp tự nhiên một mình.